Annyeonghaseyo, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Hãy theo dõi một buổi thu âm phát thanh của bạn Mạnh nhé. Vào phòng phải bật ngay cái điều hòa để khử mùi, vì thời gian mình lên phòng thu không được nhiều. Do tính của mình sạch sẽ nên sau khi đặt cái túi, lập tức mình tìm ngay cái chổi lông gà để dọn dẹp. Chùi chùi quét quét cái bàn, đặt lại bình hoa rồi lại tiếp tục dọn cái bàn. Cái bàn này to, làm việc thì sướng, nhưng khi dọn dẹp, ông cứ hay kêu. Lau dọn một hồi lâu, mình vào ngay công việc chính. Sáng nay, mình phải thu âm nội dung để tiến hành phát thanh nội bộ cho đơn vị lắng nghe. Và đây là quá trình chuẩn bị của mình, từ máy tính, dây sạc máy tính, ổ cứng, chuột. Ông còn sợ chưa sạch hay sao, còn bày đặt thổi thổi mấy phát, rồi kiểm tra chuột lần nữa, khởi động laptop và bắt đầu công việc. Từ đã, phải lấy tài liệu, nghiên cứu rồi đọc qua trước một vài lần để khi thu âm không bị vấp. Vừa nhẩm vừa lấy ổ cứng để lấy bàn bút. Mới làm việc có mấy chục phút mà bày đặt ngáp lên, ngáp xuống, uốn vai các kiểu, rồi còn bày đặt tạo dáng. Nói vậy thôi, làm cái này cũng áp lực lắm. Thu xong rồi sửa, rồi lại nghe, rồi lại sửa. Nếu sai chữ hoặc bị vấp, khi phát lên loa là hàng trăm, hàng ngàn người nghe. Đấy đấy, lại so mặt, ngáp lần hai. Ông ta quay một vòng rồi repeat uốn vai, nhìn thôi cũng thấy đá cái mắt. Biết ngay, ngáp hai lần thì chỉ có đọc lại. Lần này có vẻ chú tâm và nghiêm túc hơn. Mình vừa nhìn thật kỹ bản bút, vừa đọc, kết hợp nhìn lên màn hình thu. Để sai sót chỗ nào, mình đánh dấu, sửa lại cho nhanh. Thu âm đã xong, bây giờ trầm tư lắng nghe một chút để bắt đầu sửa. Phần mềm mình dùng để chỉnh sửa là QNedit Pro, nhưng khi mình làm nhạc, mình lại dùng phần mềm Camtasia. Bởi hai cái này, một phần là mình dùng quen, một phần là nó dễ sử dụng. Cái tướng của ông này baby không thể chịu được, vừa sửa lại còn pha trò. Rồi bây giờ là cái đoạn chốt, demo luôn cho nóng, mong mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nhưng cũng phải thật cẩn thận, không mất công phải xuất lại, chờ đợi lâu. Có ai như mình không ta? Cái đoạn này kiểu như cầu nguyện. Ok, thành công rồi. Trong lúc chờ đợi file âm thanh xuất ra thì mình tranh thủ đứng phát, chứ ngồi cả tiếng đồng hồ ê hết cả hai bờ mông. Vậy là nhiệm vụ thu âm phát thanh sáng hôm nay của mình đã xong. Lúc sáng bài binh bố trận như thế nào thì bây giờ thu lại như thế. Úi rồi, thiêng quá. Chắc ai đang xem video này của mình lại bảo mình làm trò các kiểu. Hẹn mọi người ở video sau nhé. Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình.